cho cả nhà. Hôm nay bên em sẽ giao lưu cho cả nhà một cặp phụ nữ chân dài siêu đẹp nha. Thì mạch bông này bên em đã chọn lọc hết rồi, đa phần là bông đẹp hết à, to đẹp. Rồi bên em ưu tiên là những cây là đẹp, tàn đẹp, rễ đẹp hết nha. Bông đẹp là bên em sẽ ưu tiên là giao lưu trực tiếp trước ạ. Còn cái phần mà yếu thì bên em sẽ giữ lại nuôi nên giao lưu sau. Giờ em sẽ quay kỹ bộ rễ cho mọi người cùng xem nha. Bộ rễ nó rất là đẹp luôn, nó như rễ đe luôn ạ. Thì bộ rễ này cao cũng tầm hơn 40 cm nha. Cái này về thay chậu đun lên là còn 5 phân ở dưới nữa. Siêu đẹp ạ. Rồi bộ tàn thì bên em là sẽ làm kiểu dáng nông cho mọi người về dễ chăm sóc. Lọc lá rất là đẹp luôn nha. Tàn này thì bên em mới làm lại, thành ra là về anh em chăm thời gian nữa là nó sẽ phát triển ra đẹp hơn nha, tròn tàn hơn ạ. Này bên em mới làm lại hết. Cái này thì về để bàn rất là đẹp luôn nha, siêu đẹp ạ. Rất là sang luôn. Ai được gọi là phụ nữ chân dài nghệ thuật ạ. Rồi, em sang cái thứ hai giao lưu ạ. Rồi em giao lưu cây số 2 ạ. Cây này thì nó thấp hơn cây hồi nãy một chút xíu. Cây này cao 90 cm. Cây khi nãy là cây số 1 là cao 1 m. Thì cây này thì bên em làm ti tàn rất là đặc luôn ạ. Rồi, mấy cái chi này làm dài ra rất là đẹp luôn nha. Em xoay ra mọi người cũng xem, rất là đều luôn. Những cái cây này là bên em mới sửa hết, về anh em nuôi thời gian nữa là đặc tàng đều đẹp nha. Rồi em giới thiệu bộ rễ ạ. Thì bộ rễ này nó cũng tương tự như cây khi nãy, nên cái bộ rễ ở dưới này nó tạo thành một khối luôn ạ. Rất là đẹp luôn nha. Cây này dành cho những anh em nào thích phong lùng hơn, đặc chi tàn hơn thì anh em lấy cái này nha. Cây nào cũng đẹp hơn ạ, một cây mỗi giá 10 triệu. Rồi anh em nào yêu thích thì liên hệ bên em nha.